Rồi ok, xin chào tất cả mọi người. Chúng ta đã đến với Đánh Răng mỗi tuần. Và hôm nay là team hệ gì? Đó là team hệ bay. Cái chuyên mục Đánh Răng này tôi đăng cũng không cố định cho lắm, mà cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi nó. Và bây giờ thì nói cho qua chuyện vậy thôi chứ bắt đầu vô trận nè. Hệ bay thì cũng có khá là nhiều lựa chọn, nhưng mà để chọn ra những gương mặt tốt để mà hiệu quả trong đấu trường thì khá là khó khăn. Hy vọng là tôi sẽ xài team này một cách hay nhất có thể. Sao bên kia lâu quá vậy? Suy nghĩ gì nữa? Bên bển vừa có Urshifu không biết là liên kích hay nhất kích. Cái này Game Freak nên sửa lại nè. Chứ con Urshifu nó mạnh sẵn rồi mà còn không cho người ta biết đó là liên kích hay nhất kích nữa thì chẳng phải là quá hack game hay sao? Xong rồi kìa. Yo! Con gì đây? Wow, mới ra, đó, liên kích. Là mới ra nó tính thúng sát với mình bằng trời mưa với lại Surging Strike luôn á. Đâu có dễ ăn vậy. Tôi nên thổi bão vô hai con này không ta? Hay là... Không. Nhiều khi con Urshifu đó cầm Choice Cap, nó thấy nó nhanh hơn cả Landorus nữa. Cho nên tôi nghĩ tôi sẽ hỗ trợ kiểm soát tốc độ bằng Tailwind. Xong rồi thì... theo kinh nghiệm thì một chiêu Earth Power của Landorus là đủ KO con Urshifu rồi. Không biết đúng hay không nha. Không biết con này nó có khác biệt không. Đúng rồi. Một phát đi luôn. Vậy là hạ được con mạnh nhất của cổng rồi đúng không ta? Ok, không sao, không sao. Con Pelipper này có nhiều chiêu tôi không đoán trước được luôn á. Là Icy Wind á. Để kiểm soát tốc độ đó hả? Wow, Flutterman luôn à. Không được rồi. Tôi nghĩ là tôi sẽ thổi bão vô hai con này. Chiêu Brick Windstorm giống như là chiêu Hurricane mà nâng cấp hơn vậy đó. Rồi đảo con Landorus ra. Ủa, hình như là mình có nhanh hơn con Flutterman không ta? Lúc nãy có thổi bão, có thổi gió lên rồi mà. Hello, biết tại sao tao cho nó ra không? Đấy. Vì Dragonite của tôi cầm theo Weakness Policy. Cho nên là cộng với đặc tính Multiscale thì chắc là sẽ không bị một đòn chết luôn đâu, mà sẽ được tăng thêm hai bậc tấn công vật lý nữa. Đấy. Wow, mình được giảm tốc độ nè. Gì vậy? Eject Button. Ủa, nó không cầm theo Damn Rock hả ta? Vậy là mưa này chỉ kéo dài trong 5 lượt thôi hả? Con gì đây? Golden Go hình như mình cũng vẫn nhanh hơn. Mình còn đang có Tailwind cho nên mình vẫn nhanh hơn. Thôi thì cứ thổi bão thôi. Còn Dragonite thì sẽ có Iron Head. Cho mày chết. Bên kia lại suy nghĩ. Hãy xem sức mạnh của rồng đây. Huya. Ồ, bên kia cũng Terra luôn. Ghê. Cả hai cùng xuống sát đợt này luôn. Eo, con Flutterman cứng nhờ. Nhưng mà không sao, hãy xem thiết đầu công đây. Huya. Cho mày chết. Make it rain, ok. Tôi nghi là... nghi bà gì nữa. Chết luôn rồi. Wow. Đỉnh thiệt. Golden Go đỉnh thiệt. Mặc dù đánh sâu nhưng mà sức mạnh cũng ghê gớm thật. Đã vậy nó còn cứng nữa. Ok, bây giờ mình có hai con. Mình còn hai con. Bên đó còn nhiêu con vậy? Moltres. Moltres vùng Gala Shiny đẹp hả? Giờ nó còn Pelipper đúng không? Đấy, còn Pelipper. Xong rồi, tôi nghĩ là bây giờ chắc mình vẫn còn đang nhanh hơn.
bởi vì mình hạ được một bậc tốc độ của nó bằng Liquid Storm rồi mà, đúng không? Bây giờ thì không còn gì có thể sợ nữa. Súng sát luôn nè cưng ơi. Sensitron. Xem đây. Woo. Yeah. Bye bye nha. Ủa sao vậy? Bị gì vậy? À bên kia chắc out luôn rồi. Out thẳng luôn rồi. Thế là chúng ta được trận đầu tiên. Qua trận tiếp theo nè. Tôi nghi cái trận tiếp theo này. Wow. Bắt đầu thấy có quá trời nhiều Articuno trên đấu trường luôn rồi đó. Một lần vô địch thôi là cả đống người xài. Và còn rất nhiều Pokemon ngoài kia chưa được người ta để ý tới thôi, chứ mà để ý tới là bắt đầu được xài nhiều hơn rồi đó. Giờ sao đây ta? Tôi nghi là thế nào nó cũng mang theo Articuno với lại Ninetales à. Ok, có thua thì thua trong vinh quang coi nào. Hãy đợi đó. Thiệt tôi cảm giác trận này mình thua lắm á. Tại vì không có con nào có thể khắc được hai con hệ băng đó hết trơn. Trừ khi là mình ngăn không cho nó xài bão tuyết với lại Aurora Veil. Ok. Gì đây? Ok, mới vô trận đầu tiên thôi. Bây giờ hai con đối phương đều có tốc độ chậm hơn mình hết. Nhưng mà ai biết được phía sau nó là con gì. Giờ ví dụ như Tornadus mà bị hệ điện đánh trúng là đi luôn. Cho nên tôi nghĩ tôi sẽ rút con Tornadus về. Rồi xong thì mình sẽ dùng Ice Spinner. Tôi cũng khá đắn đo về các chiêu thức của Dragonite, nhưng mà sau một hồi kiểm tra thì thấy trên đấu trường giờ vừa có môi trường tâm linh mà vừa có môi trường cỏ của Rillaboom nữa, cho nên là xài Ice Spinner có vẻ là hợp lý nhất để phá môi trường. Ồ, nó chơi Thunderclap nên mình không sao. Hãy xem xoay tròn tốc độ đây. Ơi, cũng không có được nhiều lắm nhưng mà như hết mát á. Wow. Là nó chơi xuống sát chứ con Dragonite của mình luôn. Dragonite chưa kịp múa gì luôn. Chơi lớn đấy anh bạn. Đúng là không biết trước được chuyện gì xảy ra. Ai mà biết được tương lai sau này thế nào. Tôi nghĩ là sẽ xài Sensitron rồi set up trời mưa để cho chắc ăn. Ok, lỡ mà bị dính chiêu hệ điện của con Raging Bolt thì mình đi luôn chứ. Ít ra thì mình cũng tạo ra được trời mưa. Ủa sao nó vẫn xài Thunderclap hoài vậy ta? Eo, con Raging Bolt cứng lắm luôn á. Trời đất, tôi không thể chờ tới ngày tôi xài team full hệ điện để mà xài con Raging Bolt này. Con này quá cứng luôn á. Đánh cỡ nào cũng 2-3 lượt mới chết. Ok, trời tuyết rồi. Thì tôi nghĩ là tôi nên bảo vệ con Ledorus. Xong rồi tôi sẽ xài Taunt vô con Ninetales để cho nó không set up Aurora Veil. Nhỉ? Ấy. Con Raging Bolt vẫn xài tên là Clap nha. Đợt tiếp theo thì tôi sẽ xài Sensitron. Có nên Terra không ta? Không mà vẫn chưa chắc được. Tôi vẫn muốn để dành Terra cho lúc mà con Articuno xuất hiện. Tại vì team của mình toàn hệ bay nên là cỡ nào cũng thua con Articuno hết à. Raindance. Hy vọng là Blizzard bị trượt nha. Rồi trượt đi trong trời mưa mà trốn gì. Không trượt luôn. Trời đất ơi.
ai chứ, nếu mà tôi xài là thế nào tôi cũng bị trượt à, mà sao bên đó xài cái bên đó trúng hết hai con luôn, không hiểu nổi. Xù tê, quá xù luôn ấy. Nếu đây là Moltres, không, Moltres cũng không được, Moltres hệ lửa mà. Tôi nghĩ là bây giờ tôi sẽ xài Fairy Wrap. Xong rồi tôi sẽ thổi gió lên để cho tốc độ hai con này nhanh hơn Nightail. Hãy xem đây, có thua cũng phải vinh quang chứ. Coi nào, sao nào. Ồ. Bất ngờ chưa. À, nãy giờ nó canh con Raging Ball canh Thunderclap vô con Tornadus. Nhưng mà nó không nghĩ con Tornadus của mình là hỗ trợ xuyên suốt luôn hả? Ấy, giờ này nó mới trượt cả hai con nè. Chị Bảo Tuyết giờ mới trượt cả hai con nè. Đấy, bây giờ nó cho Articuno ra sân nè. Tôi vẫn chưa có cách nào để đánh bại con Articuno này hết. Sao mà thấy tương lai nó đen như là cuộc đời chị dậu vậy ta? Thôi đánh được nhiêu đánh đi. Tôi chỉ hy vọng vào việc là chiêu Bảo Tuyết của con Articuno nó sẽ trượt thôi. Còn nếu nó không trượt thì mình đi bán muối thôi. Chuyện thường tình thôi. Coi nào, tôi nghĩ con Moltres sẽ chịu được đòn Bảo Tuyết này chứ nhỉ? Chịu được không? Eo. Đây. Có chịu Bảo Tuyết chết tiệt. Rồi. Trượt đùm đi. Nó không trượt mấy nấy ơi. Rồi, xong luôn. Con Articuno có cầm Choice Pack không vậy? Chứ tôi nghĩ con Articuno đâu có sát thương mạnh dữ rồi ta. Chắc là nó có cầm Choice Pack. Chứ tôi nhớ thủ đặc biệt của con Moltres vùng Gala nó cũng cao lắm mà. Đâu không sao cả. Không sao cả. Chúng ta sẽ qua đến trận thứ 3. Trận này thì... gặp một đối thủ thích xài con cái hơn là con đực giống tôi. Tôi xài toàn đực không à. Đấy, phục thù mới được. Đáng ra cái team này lúc đầu tôi xây dựng là có Semin, nhưng mà người ta không cho xài huyền ảo và đánh xếp hạng, cho nên tôi mới thay con Semin bằng Moltres. Đáng ra con Moltres là tôi đến xài cho team hệ bóng tối cơ. Có Semin thì cái mấy trận này vui nữa. Ủa, sao hai con nó lệch pha nhau vậy ta? Một con thì xài chiếc room, một con thì tốc độ nhanh. Chắc nó chưa tính xài chiếc room lúc này. Môi trường tâm linh, ok. Giờ sao đây? Tôi sẽ rút kinh nghiệm lúc nãy thế nào. Tôi nghĩ con Flutterman này sẽ có IC Win, cho nên là sẽ Terra liền, ngay lập tức con Lenorus. Còn nếu không có thì coi như mình tính lộn đi. Tính lộn bao nhiêu lần rồi. Oh, Helping Hand. Giờ sao? Nó tính làm gì? Psychic à? Hồi hộp quá vậy. Chắc chắn là chưa chết rồi. Con Tornadus còn sống. Tuyệt bay ơi. Giờ sao đây ta? Tôi phải xử dứt điểm con Flutterman này luôn. Ủa khoan, hình như chiêu Torn đang môi trường tâm linh mà. Chết rồi. Đương nhiên tính là ngăn con NGD không xài Trick Room, nhưng mà quên đang môi trường tâm linh mà. Nó sẽ vô hiệu hóa những chiêu ưu tiên của Prankster. Như không. Thôi kệ đi, một lần sai thôi mà. Sao mà cứ quên, nó quá trời nhiều thứ để nhớ.
Eo, con quỷ thoa cổ sức mạnh tình bạn cao thế, vậy mà cũng còn sống được. Nó dựng chiếc room lên rồi. Hay ha, con NTT này coi như là đỉnh á. Một ngày nào đó ta sẽ xài đội hình tâm linh là sẽ có con NTT này. Bây giờ thì trời mưa nào. Không thích trời nắng đâu. Lỡ nó chơi hit wave một cái đi chết cả lũ. Ồ, nó không xài hit wave mà nó xài weather ball. Hay ấy chứ. Eo sống. Wow. Tornadus đỉnh quá. Ồ, còn có con miếng cũng sống đỉnh thiệt. Nào chơi trò hấp hối lần cuối nè. Bên kia còn khá là nhiều con. Lỡ mà nó rút thoa cồ về cái nó dựng trời nắng nữa chết tôi. Tôi nghĩ là tôi nên để dành con Tornadus để dựng trời mưa sau, không mạo hiểm vậy. Bây giờ thì chắc là đánh Sensi Storm rồi. Sensi Storm có sát thương cao hơn Earth Power, để xài cho mấy đợt này chứ không có gì hết. He he, rồng béo đã trở lại cùng mấy ghệ yêu dấu đây. Làm ơn sống cái đi. Ui da, đúng là một khi trick room đã dựng thì mình khó mà sống lâu được. Giờ sao đây? Kệ ra tiên clean của con NGD không quá mạnh, nhưng nó sẽ kích hoạt được Weakness Policy của mình. Bất ngờ liền. Rồi, hết Tailwind rồi. Nhưng không sao, tôi sẽ để dành Tailwind sau. Bây giờ là mình đang rất bất lợi luôn á. Bởi vì mình đang vừa không thể nào sử dụng chiêu ưu tiên, mà lại đang bị Trick Room nữa, mà không cách nào đánh trước tụi nó được. Một con Soko còn rất xíu máu à. Con NGD khó chịu thiệt sự luôn á. Cho nên lượt này tôi sẽ bảo vệ cả hai đứa. Môi trường tâm linh giờ còn một lượt nữa là hết rồi. Hết môi trường tâm linh thì mình sẽ đánh con Soko sau. Sao gì vậy, bên đấy nghĩ gì nhiều vậy? Ồ, làm gì thế? À, Amarus à. Eo, nếu mà mình bị dính chưa Expanding Force là mình ngủm nha. Ngủm chiến này luôn ấy. Úi cha, hồi hộp mà đau bụng luôn ấy. Ta đánh lộn mà đau bụng là sao trời. Yeah, hết môi trường tâm linh rồi. Đợt này mày tụi bay tới số với mấy anh này rồi. Còn gáy được nữa không nè, giờ sao đây? Hết môi trường tâm linh rồi. Tôi phải xử của NTD. Rồi, Fairy Rap. Hy vọng là hai đứa này sẽ bị flinch. Mình đang đánh trước mà đúng không? Ủa chưa? Chưa hết Trick Room mà. Thôi chịu thôi, còn một lượt nữa mới hết Trick Room. Oh, Meteor Beam á. Nó tính xử con Dragonite rồi. Eo, nó cầm theo Power Hub chứ gì nữa. Yeah, đỉnh, né được rồi. Chứ nếu không chiêu Meteor Beam đó mà bắn trúng mình là mình chết lâu rồi. Bất ngờ chưa, hết Trick Room luôn. Cái thời của mấy anh rồi, chuẩn bị đi cưng. Bây giờ là Extreme Speed vô con NTD nè. Xong rồi, Fairy Rap vô nè. Sao, tới thời của anh rồi. Chịu đựng cưng quá đủ rồi. Bên bển như chưa chết con nào hết. Nhưng cả môi trường tâm linh với lại Trick Room đều mất hết tác dụng rồi, cho nên là mình đang chiếm thế thượng phong. Chỉ cần một phát thôi là hai con này đi đời liền. Mình thắng rồi. Ủa? Ừ, chắc bển thấy không có cơ hội thắng. Yay!
Thế là chúng ta đã đánh được 3 trận. Và đương nhiên là có một trận gặp khắc tinh cứng của team Hề Bay. Nhưng mà không sao, chúng ta thua trong vinh quang. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt, bye bye.